Chào tất cả anh em ha. Rồi mấy bữa nay mới hàng được mấy bô á chị. Hàng bô em cũng có sơn á. Có cái bô qua nãy là gán cứu cho anh nó lại cho ông hàng á. Trời ơi ông nhăn mặt luôn. Bữa nãy gớm anh chị mà ông gán, em kêu ông gán phả gì nè, đỡ vô nè. Cái bô này hàng anh chị nó nặng hơn cái bô kia gấp đôi luôn nha. Nó hơn gấp đôi luôn á. Chắc gấp ba luôn á, sao em biết sao nó nặng dữ. Đó thì máy dọn nhưng mà em cũng sơn cái bô cho nó lịch sự lên anh chị. Đó. Thì cái máy này của ông chú Đắc Nông anh chị, thì ổng cũng lâu quá em làm cho ổng trước. Cái em gọi 3K cái em chưa làm nữa. Nè ở đây anh chị nhìn nè, 1 TD nè. 2 TD, 3 TD. Còn TD mới thì chưa ai mua. Đó. Thì bên em thì em làm TD hơi nhiều anh chị, tại em chuyên về những cái dòng máy khó anh chị. Cái máy này anh chị thấy chứ nó không phải dễ đâu nha. Em bán lửa trong chú nè, nhưng mà không phải lửa thì ổng gáp vô, tại vì ổng không thấy đường á anh chị. Ổng gáp cái miếng này nè, nó nằm ở trong cái nắp này nè, làm em gò lại ổng chết luôn rồi, nó hở lửa ra nó không ngày mà ổng ấy không được. Rồi ổng mua em cái chế này nè, em tưởng nó ổng biết canh, em bán cho ổng, em đâu có canh đâu, về ổng canh thấy bà luôn được. Cái dòng máy nhỏ thì nó dễ nha anh chị, nhưng mà nó lọt qua máy lớn á thì nó hơi khó anh chị. Cái này nãy em châm xăng vô nó ấy. Nãy em gắn lộn ống cái nó đây chứ. Mấy này em làm kính lắm, mấy này em làm chắc phải mấy năm sau nó chưa xì nữa, ống xăng xịn nữa. Đó, thì ông chú về ông canh. À quên nữa, để đổi này lại. Ông chú về ông canh không được anh chị. Mấy cái dòng máy lớn nó hơi khó canh nha anh chị, chứ không phải dễ canh đâu nha. Thì anh chị nào mà đã mua chế hoặc là mua phíp mà không biết canh cứ điện em chỉ cho ha. Chỉ cho em cắt dễ lắm. Tại nhiều lúc em không có chia sẻ anh đây là tại vì không có thời gian anh chị ơi, chứ sợ chia sẻ rồi có mấy anh không biết rồi nói em nó tấn công ha. Thì nó dễ lắm anh chị ơi, mấy cái chế mấy cái máy lớn chứ nó dễ hẹt à. Chứ bữa giờ làm thì em làm trên mạng là nhiều anh chị, đa số trên mạng là nhiều, còn ở xóm thì sửa, tại sửa cái máy cũng lâu hư lắm anh chị ơi. Ở em định là làm thêm mở thêm sửa xì bo với ta ga anh chị, với Biago á, thì em đang dọn dẹp cái tiệm á. Chứ hồi sáng này lô bu á em về em ngủ được có nãy có 10 phút mà mưa luôn. Em chở cái thùng nước cho ông anh á, ông mua cái giường sầu riêng anh chị, ông anh gửi đó, em chở cái thùng nước ngàn lít cho ông, trời muốn mát luôn anh chị. Anh chị nhảy ra nè, ba ga nè, mấy con dây vàng hay dây vàng để trong á, rồi chở không chết, chở vô kia còn có vô xuồng nữa, xuồng đưa cho ông mấy tiếng hồ làm, hồi sáng ngày không làm được. Tại ông anh rể là ông ở dưới quê nội, ông ở dưới Vĩnh Kim anh chị, ông mua giường sầu riêng trên đây á. Đó. Đó, rồi cái máy của ông chú đã xong nghe chú Thắng, cái này của chú Thắng đó. Thì hồi nãy có anh khách hỏi em thì cái máy, những máy này á, anh chị gửi em lên á thì nên xem lại cái dạng hơi lại chuẩn anh chị lên ha, chứ không phải anh chị gửi em có con xếp ổn, có con ba ca kia ảnh gửi em mà nó tụt hơi quá trời luôn, em chưa kiểm tra nữa, để mai chắc mai em kiểm tra. Bữa nay em gán làm để tới tối cho gán cho nó xong thêm hai cục máy nữa anh chị, không biết kịp không, chắc được cục nữa. Tối quá nãy em đi mệt em buồn ngủ luôn. Yêu phíp mấy này khách đặt nhiều lắm mà chưa gửi được luôn chị, luôn buồn quá. Shipper gì sao mà cái này em làm từ sáng tới giờ mà sao nó không lấy, không biết ông chú không đợi nữa, cái da bóp đó anh chị. Đó, thì còn làm cái bố cho chú nữa. Thì cái dòng này á cục á anh chị gửi cho em thì em làm dễ hơn, phải không? Thì em kẹp cái lông đền vô cho chú, nó bị gãy đây miếng nhưng mà cái này không quan trọng đâu. Em bỏ cái lông đền cong á cho nó chống kêu bố, chứ mấy cũ lâu ngày là nó kêu ken ken khó chịu lắm anh chị. Rồi để test cho anh chị xem ha. Quay lại thì quay dặn có ốc anh ti lại nên anh chị, tại em mới quay lại á. Đó xí gì. Nãy là vậy, nãy nó nằm xuống đây là ga ti nó vừa không, nhưng mà quay qua đây là khác liền phải không? Tại anh chị đặt cái máy này phải quay giống qua đây nha. Lặt cái đó là phải quay cái đó lại anh chị. Máy nổ khác nãy ta. Hãy subscribe.
nó tông ra lại anh chị. Bộ chế có cách nhiệt, không cách nhiệt là không chạy được đâu. Một, hai nó là cái AC, ba nó là cái họng bô này nè. Tại cái họng cũ là nó nhỏ lắm, mà anh không hai cái ống đúng không, thì nó rớt nảy ra lâu ngày, nó xét lưới nó rớt nảy ra, nó vô đây nó bích là chạy nóng máy, nó xìu xìu hết trên luôn đó. Máy này thì cái nòng nó rất là bền nha anh chị, nòng nó bền vô đối luôn á. Cũng nó cái chút nó cũng hơi khó nha anh chị, dòng máy lớn. Ông chú cũng biết chút đỉnh, ông cũng ấy nhà nhưng mà ông làm nó ông cũng hơi già đó, mắt cũng hơi kém nè anh chị. Thấy em làm là dàn ốc phải không, ốc nào để zin là để zin, chứ nghe chỗ này gắn lục giác thấy xấu quá, con trả lại ốc zin lại chút. Bữa thứ hai lục giác á, máy này nồng nó tông đẹp lắm anh chị. Bởi ông chú ông thấy khó quá ông định bán á, nhưng mà cái này chú đừng bán, cái máy này bền lắm, chú bán này còn bán giùm cho chú. Gắn bô e lọc gió vô đó là ok chú. Rồi lập lúa rồi, thôi em chào nha. Cái này nhưng mà cái này là phải kiếm cái chân gắn nó chú, để mình kiếm cái chân biết còn không nó con quên cái chân chổi, chân mới thì con còn mà dài thọc nó xấu quá à. Nếu mà không có con đưa chú cái chân mới ha. Rồi thôi anh chào.